Từ hồi dịch Covid tới giờ á, cái tự nhiên cái thấy ruộng mần thấy cũng khoái khoái cái. Trong một tháng đầu á, là anh gãy phân cho hơi nhiều hơn những năm trước chút. Rồi phân ra làm thường anh gãy có 2 cử, giờ phân ra là 3 cử. Từ cái đợt 2 trở đi đó thì Hoàng Vũ xin khuyến cáo với anh chú chúng ta, mình có thể ứng dụng cái giải pháp là mình bón phân ở trên là ruộng ẩm hết bà con ha. Tú Liêm xin kính chào quý khán giả cùng quý bà con thân mến. Thưa bà con, lúa thu đông ở một số nơi như là Cờ Đỏ, Thới Lai của Cần Thơ hay là Dòng Riền của Kiên Giang đang bước vào giai đoạn mạ khỏe. Và trước vụ thu đông được dự báo có nhiều bất lợi về tình hình thời tiết thì chắc chắn là trong khâu bón phân cũng như là công thức phun xịt phải có sự cân chỉnh cho phù hợp hơn. Và tất cả sẽ được chuyển tải trong chương trình ngày hôm nay với sự tham gia của một nhà nông vô cùng thú vị. Xin kính mời bà con cùng theo dõi trong phóng sự nhé. Sống để sửa xe để sống. Đời anh không có hài lòng, yêu em như thể yêu vòng bánh xe. Anh Phước ở chợ 7000 nhỏ thuộc Thới Lai, Cần Thơ là một tay thợ máy lành nghề. Tưởng chừng những vết chai sạn cứng cáp chỉ quen với thao tác bù lon ốc vít, ấy vậy mà khi bắt đầu làm lúa, anh Phước cũng hết sức nặng niu. Kể ra mê ruộng cũng là một cái duyên. Anh Phước cho biết trước giờ có đất nhưng cho người ta cố, một là sửa xe quen tay nên thấy khỏe, hai là lúa biết mình chứ mình không biết lúa, anh sợ mận thất vợ la. Mới đầu là thế, nhưng từ ngày chuột đất về làm lúa, anh Phước để ý cây lúa cũng có nhiều điểm thú vị. Anh tả cái thân lúa lúc nhỏ nhìn như mấy cọng cam xe, mỏng mỏng chứ dài lắm. Từ ầm bắp thì phình ra như ống bồ bầu, lóng lúa bên trong y trang cái phục nhúng. Bởi ta nói, tay cầm mỏ lết cờ lê, cầm củi sửa chữa lê thê bụi đường, nào mơ chút tựa tình thương, phải lòng cây lúa tận phương trời nào. Việc liên tưởng cây lúa với những chi tiết máy giúp anh Phước hình thành sợi dây liên kết, để rồi anh có thêm một nghề mới, đó là nghề nông. Anh chia sẻ, làm gì làm, chiều nào cũng xẹt ra thăm lúa một cái mới chịu. Ruộng cách nhà cũng 7-8 cây số, bữa thì chạy xe, khi thì lái giỏ. Anh Phước trải nghiệm nghề lúa thoáng chốc đã qua 9 mùa vụ. 3 năm là khoảng thời gian đủ dài để người ta dần quên đi nhiều thứ. Riêng anh Phước thì luôn nhớ rõ những kỷ niệm thuở mới học làm nông. Hỏi tới đâu anh kể vành vách tới đó. Bà con thân mến, ngồi kế bên Tú Liêm đây là anh Phước, chủ ruộng chúng ta thăm ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ có cuộc trao đổi ngắn với anh Phước về cái miếng ruộng ngày hôm nay. Và trước khi bước đầu chương trình đó thì Tú Liêm, theo Tú Liêm biết đó, là anh Phước là một cái thợ sửa xe, lành nghề cũng 8-9 năm nay rồi. Mà không biết cái cơ duyên nào mà khiến anh chuyển hướng qua làm ruộng? Ruộng thì anh có cũng lâu rồi, lúc sau từ hồi dịch Covid tới giờ á, cái tự nhiên cái thấy ruộng mần thấy cũng khoái khoái, cái tự nhiên đi thăm ruộng ta chung với cha vợ rồi đó. Cái thấy sao ruộng nó khoái khoái, cái tự nhiên cái thôi anh mần thử tập mần cho biết, rồi mới theo dõi kênh này kênh kia rồi đó, rồi mới tập mần tới giờ cũng được 3 năm rồi. Dạ 3 năm thì cũng đã 9 vụ rồi. Thì anh Phước có thể kể cho em nghe thử cái khoảng năng suất mà từ lúc mà mình mới làm lúa đến thời điểm hiện tại thì nó có sự thay đổi gì không? Cũng có tiến bộ. Như năm đầu tiên á, là anh Mần đầu tiên vô á thì chân ướt chân ráo cũng không có biết gì hết trơn. Thậm chí rồi tới cái ngày mà dặm lúa còn chưa biết ngày nào dặm nữa. Rồi gãy phân, rồi hỏi người này hỏi người kia. Gãy năm đó thì nó bị thiếu phân. Lúc mà cử nuôi đồng nó thiếu phân thì năng suất nó thấp. Có xung quanh ta Mần tấn 2, tấn 1, mình có tấn mấy chục ký à. Đó đông sưng ha. Đông sưng á. Cái qua hè thu thì nó dù đó nó bị vi khuẩn lớp vàng quá trời luôn, có 680 kg lúa. Tới vụ 3 thì nó mần 54-1, vụ 3 đó năm đó nó cũng hên. Lại là do mình không kỹ thuật, mình mần dở. Cái năng cái phân thì gãy mà chớp mà nhán cái nó cây lúa nó đơ đơ không à, nó không có sập. Mà lại không sập á, mấy xung quanh bà con người ta mần trúng á, người ta sập trơn cái mình hên, mình cắt được 700 kg. Thì được vụ đó nó cũng đã đỡ. Cái qua vụ sau thì chuyển qua mần cái giống đầy thơm 8 thì lại bị mũi hành. Trời ơi, cái năm đó bị mũi hành á, con thấy ha, lúc mà gãy phân tống đồng rồi nó bị phát lên cái rồi lên nhìn miếng ruộng muốn nghỉ đi lên luôn, muốn bỏ luôn. Cái năm đó mần cũng được 900 mấy chục ký, thì do là bị mũi hành mình không có biết cách xử lý nó. Cái qua vụ hè thu
hè thu xạ giống UE18 cũng bị lép vàng nữa. Thì vụ đó cũng được có 700 kg à. Cái qua vụ 3 thì năm 41 thì cũng cắt cũng năng suất cũng có khoảng 700 mấy gì đó. Có năm thứ 3 nè, năm vừa rồi nè, đông xuân rồi thì mần nó đỡ. Là được năng suất như kinh nghiệm mình có xử lý rồi, với hỏi chú bác anh em rồi cũng đã chỉ nhiệt tình. Thì được tấn 260 kg. Rồi vụ hè thu vừa rồi thì cũng được 800 mấy. Nói chung thì nó cũng thấy nó cũng phát triển. Dạ. Nó tăng qua từng năm hay anh ha? Tăng. Dạ anh Phước ơi, mình nói về cái vụ mùa này đi thu đông nè. Thì nó có những cái khó khăn hay là cái thuận lợi gì ở đầu vụ không? Đầu vụ thì sao anh thấy cái lịch của anh thì thấy nó hơi được thuận lợi hơn bà con xung quanh. Anh cắt là ngay cái lối mùng 7 thì nó được nắng. Rồi cắt xong rồi tới chiều khoảng 3 giờ là anh lúc gom được luôn, đốt nó thấy đẹp lắm. Rồi quay qua rồi là cho vịt ăn rồi xới, xạ cũng được ngay nắng. Và hôm nay anh áp dụng cái kỹ thuật mới là anh xạ bằng máy bay á. Yeah. Anh xạ năm nay một công 1296 này là xạ 22 kg, giống UM34. Thì thấy xạ giống máy bay thì xạ giống một đêm mà anh xạ nước. Thì thấy lên tỷ lệ lên đạt lúa thì lắm đẹp. Rồi thêm quản lý ốc nó được thuận lợi nữa cũng hên. Quản lý ốc nó được tốt. Bây giờ thấy đầu vụ thì thấy nó suôn sẻ đó. Rồi xịt diệt mầm, rồi xịt thuốc super cát rồi vô thấy lúa nó xanh tới giờ mà 10 ngày mà chưa thấy lúa chưa có gì trơn, gãy chưa gãy phân nữa. Dạ. Thấy cũng phát triển tốt á. Như vậy là quá trời im rồi ha. Ừ, thấy nay im rồi đó. Dạ. Đầu vụ thấy im mà không biết mưa gió là sao thôi. Cuộc đời động lực bít tông, xì lanh gối đỡ, anh không ngại gì. Honda đời mới bốn thì, anh còn sửa được huống gì ruộng nương. Chọn OM34 để gieo xạ cho vụ thu đông, anh Phước nói vui rằng 3 cộng 4 bằng 7, cú vụ 700kg ăn lên là lụm tiền. Anh em tiếp lời, vậy sao không xạ OM18, 1 cộng 8 bằng 9, 900kg ngon hơn. Anh Phước cười khổ, hôi hôi, trèo cao té đao, 900 sập chết. Nói nào ngay, đổ ngã là vấn đề không chỉ riêng anh Phước mà là lo lắng chung của nhà nông trong vụ mùa này. Ngày đầu nhà đài dự báo năm nay mưa bão nhiều nên việc đầu tư cho ruộng lúa cứng cáp càng trở nên cần thiết. Anh Phước nói, máy xe nó dễ, tra nhớt vặn ốc cái cứng ngắt, lúa thấy vậy chua lét, trúng quá tới cắt đầu tim. Nói thì nói vậy, chứ theo kênh Áp Phát Nông mấy vụ mùa nay, anh Phước cũng đã rút ra vài bí quyết riêng cho mình. Thu đông này, anh Phước cũng đã lên sẵn kế hoạch áp dụng đồng bộ. Dạ, sẵn anh Phước nói đến chuyện mưa gió thì hôm trước Tú Lâm cũng có duyên gặp được những cái chuyên gia về thời tiết á. Thì có một cái thông tin như thế này, đó là cái vụ thu đông của anh á là nó sẽ rơi vào cái tâm điểm của mùa mưa luôn. Và trước cái thông tin này á thì anh Phước có lo lắng gì cái điều gì không? Cái vụ thu đông á thì như thường năm hoặc là năm nay thì nghe tin bão là nó nhiều đó. Ừ. Thì anh sợ nhất là có hai vấn đề. Một là vấn đề đổ ngã. Ừ. Hai là vấn đề vi khuẩn lép vàng. À, vấn đề đổ ngã thì nói chung là mình thứ nhất là anh cũng tham khảo trên kinh nghiệm của nhiều người thì mình phải chọn giống. Thì cái khâu giống là mình đã chọn được cái giống kháng, nó đỡ sập. Hai nữa là mình cũng có những cái quy trình thuốc là mình xử lý cho nó đỡ thì mình cũng có sự chuẩn bị rồi. Nhưng mà vi khuẩn lép vàng thì đó giờ là anh bị rất là nhiều vụ mà chưa có cái hướng để khắc phục được. Dạ, dạ, nghe anh Phước kể về cái vụ mà chống đổ ngã thì nghe cũng khoái khoái đó. Ừ. Và không biết là về lâu dài hơn thì anh có chuẩn bị gì những cái biện pháp để chống đổ ngã cho ruộng lúa của mình không? Theo anh thì anh cũng chưa kinh nghiệm nhiều mà anh thấy anh bằng những vụ thu đông trước không có bị là anh thấy là thứ nhất là mình phải quản lý nước, ướt khô sang kẽ nè, rồi gãy phân là nẩm nè. Rồi bây giờ anh như đông xuân, ủa như hè thu rồi anh có áp dụng cái kỹ thuật tạo mầm của công ty Ốc Nông á. Là anh thấy lúa OM18 xung quanh bà con ta khi tới ngày cắt là người ta đã siêu có sổng xe sập nhiều luôn. Mà khi đó ruộng anh bị mấy tấm mưa lớn mà nó vẫn đứng sững à, không có sập chân là anh thấy cái quy trình mà thảo mầm giai đoạn mà lúa trước khi làm đồng khoảng 7 ngày đó là anh thấy im á, thì thu này anh tính, hồ thu đông này anh tính áp dụng nữa. Dạ. À. Dạ vâng, nói về cái khâu chống đổ ngã thì anh Phước là chuẩn bị cũng khá kỹ càng rồi. Và về cái vấn đề mà vi khuẩn thì đối với cái giống UM34 này thì cũng là một cái giống nhạy cảm. Và một cái vấn đề mà để hạn chế cái khuẩn trong cái vụ mùa là Tú Liêm thấy đó là cái khâu bón phân. Thì anh Phước có chuẩn bị gì cho cái cửa phân đợt 1 mình không?
Anh thì cũng hồi sẵn tiện anh em thăm đồng cho anh đi cứ một đi. Dạ. Cho anh con thức đi. Dạ, như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi thăm đồng để đánh giá tình hình rồi chuẩn bị cho cử phân một bà con mình ha. Đời nghèo dân thợ hổng sai, tiền đâu lấy vợ chẳng ai dám gần. Anh đây bản tính chuyên cần, chắc chiều năm tháng bớt phần đi vay. Cái chuyện bón phân cho cây lúa cũng giống như cái nghề sửa xe. Anh Phước nói, lúc mới cũng dọc vạch cho quen, chứ chưa gọi là nghề. Anh kể ba vụ đầu nghe đồn lúa có đồng quan trọng lắm, thế là bao nhiêu phân phướng anh đổ dồn vào cử phân tống, kết quả thừa phân, xanh bệnh, thất lúa. Cái khó ló cái khôn, mấy vụ tiếp theo anh Phước nghiệm ra rằng bón nhẹ đầu nặng đuôi, cây lúa nó không đủ sức khỏe nên bông nhỏ. Từ đó anh đổi sang cách rải mới mang đến hiệu quả rõ rệt. Tập quán bón phân của anh Phước hiện tại rất khớp với cách bón theo quy trình canh tái tiết kiệm. Các lần phân được trải đều một cách hợp lý, từ đó giúp lúa phát triển đủ lực cho bông to nhiều dẻ và hạt. Trở lại với ô ruộng mạ khỏe trước mắt, rảo quanh một vòng anh Phước tâm đắc, lúa xả nước lên đều, vụ này khỏi dặm. Anh Phước kéo máy chạy thêm mớ nước cho phủ gò, rồi vạch ra công thức rải đợt 1 nhờ anh em kỹ thuật góp ý. Như lúc mà anh mới tập mừng lúa những năm đầu tiên á, thì anh gãy cái giai đoạn mà lúa từ nhỏ đến một tháng á, thường thường anh gãy với xương xương à, gãy nhẹ nhẹ một lần chừng 10kg công trên công vậy đó. Mà cái cử sau á thì anh gãy nhiều, thì nó lại bị vấn đề á, là mình chưa có kinh nghiệm rồi mình chưa có nhìn được cái mặt lúa, cân đối cái bài phân nó chưa chính xác á, thì có lúc á thì dư, có lúc thì thiếu, nó gây ra làm cho năng suất những cái năm đầu á, nó bị hạn chế. Rồi qua những năm vừa rồi á, thì được những chú bác cái bên người ta chỉ, cái kinh nghiệm người ta chỉ á, thì anh gãy thử á, là trong những tháng đầu á, trong một tháng đầu á, là anh gãy phân cho hơi nhiều hơn những năm trước một chút. Rồi phân ra làm thường thường anh gãy có 2 cử, bây giờ phân ra là 3 cử. Nó bây giờ thấy cây lúa thì nó mập hạp, nó cân đối, nó thấy nó đẹp hơn. Thì đón đồng á, thì gãy cân đối là thôi, không có gãy nhiều như những năm đó nữa, là thấy nó có năng suất hơn đó. Theo cái ruộng của anh này giờ đã được 10 ngày rồi đó, anh tính cử gãy cử đầu này anh tính gãy 10 đến 11 kg, là anh gãy phân UG với DB. Hoàng Vũ xin kính chào quý anh quý chú thân mến. Thưa bà con, thì lời đầu tiên thì Hoàng Vũ xin được chúc mừng những cái trà lúa ở khu vực Hòa Lợi vùng Riền Kiên Giang nè bà con, rồi dài lên chợ 7.000 nhỏ thuộc Thới Lai của Cần Thơ đó, thì bà con chúng ta đã xuống giống cái vụ thu đông sớm một cách thành công tốt đẹp hết bà con ha. Coi như lúa hiện tại 10 ngày rồi thì nó lên rất là đều, không có bị hao hụt, chắc là đỡ tốn tiền giảm giá nữa. Và bà con biết đó là qua những cái chương trình về thu đông đó, bà con mình cũng đã nhận được quy trình rồi, thì trong đó có cái bối cảnh thời tiết bà con, mưa nó sẽ nhiều hơn, và chắc chắn là cái vấn đề bà con chúng ta quan tâm nhất đó bà con, đó chính là cái khâu mà chống đổ ngã cho ruộng lúa bà con ha. Vâng, thì với cái công thức phân mà anh Phước vừa đưa ra đó, thì nó sẽ thiên về UD và DB, thì ở đây Hoàng Vũ xin được góp ý chút xíu. Bây giờ chúng ta sẽ giật lại chút xíu bà con, mình 4 UD rồi mình 4 DB thôi, và mình mồi thêm 2 cái kali bà con, coi như cho nó cứng từ từ đi, thì mỗi lần cứng một chút thì tới ở giai đoạn sau thì nó sẽ cái cơ hội mà nó chống được đổ ngã nó sẽ cao hơn các bà con. Và bên trên thì cái công thức mà phù hợp nhất trong cái vụ thu đông này chắc chắn đó là Agigon và trụ thép cải tiến các bà con ha. Cái bài này thì nó vẫn giúp cái kiểm soát những cái đạm dư thừa khi bà con mình bón dư, hoặc là khi mình hứng những cái cơn mưa mà trong nước mưa nó có cái lượng đạm đó bà con. Và bên cạnh đó thì nó sẽ kiểm soát luôn được cái chiều cao của những cái ruộng lúa của chúng ta, và bà con mình bổ sung vào những cái lần bón phân quan trọng. Và cái đợt 1 và đặc biệt là cái đợt 2 mới là cái đợt quyết định bà con. Từ cái đợt 2 trở đi đó thì Hoàng Vũ xin khuyến cáo với anh chú chúng ta, mình có thể ứng dụng cái giải pháp là mình bón phân ở trên là ruộng ẩm hết bà con ha. Sau khi bà con mình giảm giá xong, mình xả hết nước ra, rồi chúng ta sẽ bón ở dưới và chúng ta sẽ phun Agigon và trụ thép cải tiến ở bên trên bà con. Bà con mình giữ cái nền ráo đó khoảng 4-5 ngày sau mình đưa nước vô, rồi mình tiếp tục cái cử bón phân nuôi chồi. Và khi bà con mình bón phân nuôi chồi xong, mình vẫn có thể lặp lại cái công thức phun xịt ở bên trên. Và Hoàng Vũ nghe kể anh Phước hồi đó thì ảnh bón phân cũng có 3 cử đó bà con, có nghĩa là 10 ngày, 20 ngày, rồi bỏ dài cho tới làm đồng thì cái khoảng giữa nó hơi bị đuối.
Và dần dần bây giờ thì ảnh có thêm cái cử nuôi chồi, cũng đồng thuận theo quy trình của chúng ta bà con ha. Và còn tới cái khâu tạo mầm với bà con thì đối với OM34 này thì vụ thu đông bà con mình sẽ rớt cái cử tạo mầm vào lối 33 ngày sau xả bà con ha. Vâng, thì đó là chúng ta vừa vẽ ra sơ lược những cái thời điểm để chúng ta tác động những cái giải pháp cứng cây các bà con, và tùy cái tình hình thực tế mà chúng ta sẽ có căn chỉnh cho rõ rệt nhất. Vâng, bà con thân mến, thì đó là những cái gì mà anh em ban biên tập cũng như anh Phước muốn chuyển giao đến bà con mình trong cái vụ mùa thu đông năm nay, và chúng ta sẽ trở lại đồng ruộng để mình có những cái phần kết các bà con ha. Giờ lúa mới mười mấy ngày mà tính đến chuyện chống đổ ngã, nghe thì hơi sớm nhưng chắc chắn sẽ không thừa. Hiện tượng La Nina được nhận định sẽ xác lập từ tháng 7 đến tháng 9 dương lịch, coi như phần lớn trà lúa thu đông đã nằm trọn trong bối cảnh mưa nhiều. Cốt lõi trong khâu giúp lúa cứng cây là giảm ure, tăng DAP, kết hợp bón kali sớm ở giai đoạn đẻ nhánh. Bộ đôi trụ thép Argon sẽ được bổ sung ở bên trên nhằm kiến tạo cây lúa thân thấp mọc chồi. Sau khi hoàn tất số chồi hữu hiệu thì giải pháp tạo mầm sẽ được ứng dụng ở giai đoạn cuối đẻ nhánh. Như vậy cơ bản đã kiến thiết được ruộng lúa cứng cáp ở khoảng ngày đầu, hướng đến mục tiêu thu hoạch đạt 700kg ăn lên của anh Phước. Anh nói giải pháp anh em có, còn khâu nước để mình lo. Anh Phước chơi lớn đầu tư sẵn máy bơm để đầu vạt, muốn chắc nước chỉ cần kéo nhẹ cho máy chạy là xong. Nghe câu có anh có chị mới hay, không anh không chị như cây một mình, anh Phước nhà mình trước giờ làm lúa cũng được anh em chia sẻ kinh nghiệm, nay đã cứng tay nghề và có thêm những bí quyết riêng. Anh Phước không quên cảm ơn và gửi lời chúc đến anh chú dùng đồng trước vụ mùa nhiều thách thức phía trước. Thì cũng chúc cho bà con nông dân thu đông này sẽ trước mưa bão sẽ xử lý được cái ruộng lúa cho nó cứng, nó không bị đổ ngã để đạt được năng suất tối đa. Trong năm đẹp nhất hoa hồng, lấy chồng đẹp nhất là chồng sửa xe. Xứ tiên nước chảy rồng rồng, lấy chồng cơ khí như rồng lên mây. Lâu lâu gặp được một nhà nông thú vị, không biết chút gì cho hay, thôi thì làm vài câu thơ vui. Mong anh Phước có động lực giữ vững nghề sửa xe và cũng có thêm nghề lúa ngày một tiến bộ. Với hơi hướng liên tưởng trong câu chuyện kỳ này, ban biên tập xin chúc cho cây lúa thu đông sẽ dẻo như căm xe, đàn hồi như phục chúng, an toàn trước mưa bão nhé. Dạ vâng, trước khi kết thúc chuyến thăm đồng ngày hôm nay thì Tú Liêm cũng xin cảm ơn anh Phước với một cái lời chúc tuy đơn giản nhưng mà vô cùng ý nghĩa đối với bà con mình trong vụ thu đông này. Và với những giải pháp mà anh em cũng đã chuyển tải trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho anh Phước cũng như là bà con có một cái nền tảng vững chắc cũng như là cuối vụ thu hoạch được năng suất cao. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng kỳ sau nhé.